Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo cấm khai thác đào rừng tự nhiên để bảo vệ cảnh quan môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn sự hiểu nhầm xung quanh đào rừng và đào nhà. Do vậy, người dân trồng đào đang có nhiều băn khoăn và lo lắng, nhất là tại khu vực Sơn La, Điện Biên, cũng như một số huyện miền núi khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Đây là vườn đào có gần 500 gốc, được trồng hơn 3 năm nay của gia đình anh Lầu Giống Và ở bản Ca Nội, xã Nao Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Anh Và cho biết, nếu đào nở đúng dịp và giá cả như những năm trước, thì vườn đào cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, khi có chủ trương cấm chặt phá đào rừng, anh rất lo lắng. Cũng rất lo lắng đó anh ạ, vì là mình thì dân ở vùng này thì rất khó khăn, vì rất nghèo thì chỉ là trồng cái cây đầu này về phát triển kinh tế thôi, nhưng mà sợ là không có ai để mua nữa. Đầu rừng thì cái này cấm thì cái này cũng rất đúng, nhưng mà chưa biết tình khá, nhưng mà riêng dân Kỳ Sơn với Nao Ngoi ta thì đầu rừng thì không bao giờ mà có, toàn là đồ nhà đồ trồng cả. Ở các vùng núi cao, cây đào được người dân gây trồng trong vườn từ lâu với số lượng lớn. Cây đào cũng mang lại thu nhập lớn trong mỗi dịp Tết đến cho người dân nơi đây. Vì vậy, các hộ trồng đào hiện đang rất lo lắng. Bởi hiện nay, phân biệt đào rừng và đào miền núi trong quá trình kinh doanh, vận chuyển sẽ là vấn đề khó khăn đối với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Giờ thì chưa có một công văn gọi là cá biệt, gọi là chỉ đạo riêng về cái tạm thời, gọi là để cho người dân gọi là khai thác. Nhưng mà với điều kiện là dân khai thác thì phải có cái giấy xác nhận đó là đào vườn để cho các tư thương là chở ra tiêu thụ cho nó dễ dàng. Về cái lĩnh vực thương mại thì cũng tuyên truyền bà con hiểu, nhất là dân đến nay là tự nhiên mình kinh doanh đào thì đào phải hợp pháp, để đào mình vườn trồng này này nó kế thì trong chương mục đào đỏ theo quy định của pháp luật. Còn ngược lại với mình kinh doanh hàng mà có nguồn gốc từ rừng thì rõ ràng là vi phạm pháp luật, thì trên cơ sở đó thì đổi kết hợp với các chính quyền địa phương, anh em bên biên phòng có quy chế phối hợp cùng quản lý trường tuyên truyền sâu rộng để bà con để nắm được cái tinh thần quy định của pháp luật. Để phân biệt đào rừng và đào trồng, mới đây nhiều địa phương miền núi phía Bắc đang đề xuất cho dán tem để truy xuất nguồn gốc với cây đào, vừa nhằm ngăn chặn việc khai thác đào rừng để chơi kiểng, vừa hỗ trợ người dân tiêu thụ cây đào được trồng trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, để triển khai việc này cần rút ngắn thời gian thủ tục, tránh gây lãng phí, phiền hà, gây chậm trễ việc tiêu thụ hoa Tết của người dân. Thưa quý vị, làm thế nào để giải quyết tận gốc vấn nạn lợi dụng trẻ em bán hàng rong, nài ép, chèo kéo du khách? Một hình ảnh đã phần nào gây ấn tượng xấu xí trong mắt du khách, nhất là đối với du khách quốc tế thời gian qua, mỗi khi có dịp đi du lịch tại Sapa, Lào Cai. Đây chính là vấn đề được chính quyền địa phương này quan tâm để giải quyết bằng nhiều biện pháp mạnh tay. Đây là những hình ảnh nhức nhối của du lịch Sapa, Lào Cai. Những đứa trẻ bị lợi dụng, phải đeo bám du khách để bán hàng. Có những phụ nữ đã bán hàng ở đây từ khi còn là đứa trẻ 6 tuổi và giờ lại tiếp tục bế con ra đây để bán hàng. Em học hay là bà? Em bán hàng từ lúc 6 tuổi. Em bán hàng đây là em muốn kiếm tiền để nuôi con thôi, em có làm gì đâu. Bây giờ bảo vệ đổi làm một tuần em đi trả đổi đầu, khi khách thua tính một tuần được 300-400. Việc bán hàng rong chèo kéo du khách vốn là vấn nạn phổ biến ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước, không riêng gì Sapa. Thế nhưng, biến tướng của vấn nạn này mới thực sự tạo thành ấn tượng xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Sapa. Đây là lần thứ nhất mình đến Sapa, thì thấy cái khung cảnh ở đây cũng rất là đẹp. Nhưng mà còn mất mãn một cái là thấy trẻ em ở đây còn, nói chung là còn gọi là nó thấy nó nheo nhóc quá, rồi là nó phải đi ra đường để buôn bán, rồi hàng rong này kia thấy nó cũng thấy tội. Chính quyền thị xã Sapa đã triển khai nhiều giải pháp để giảm dần vấn nạn đeo bám, chèo kéo khách du lịch. Và chúng tôi đã chuyển 3 cái trường hợp sang cơ quan điều tra, nếu đủ điều kiện thì sẽ truy tố trước pháp luật. Và cái việc để đồng hành làm sao hạn chế cho chèo kéo đeo bám ăn xin trên địa bàn thì cũng mong muốn rằng được các thông tin đại chúng, và đặc biệt là đối du khách đến Sapa thì mọi người cùng trách nhiệm đối với Sapa, đó là chúng ta thực hiện các cái hướng dẫn, các cái quy định của địa phương. Với những giải pháp đồng bộ căn cơ, vấn nạn lợi dụng trẻ em để chèo kéo khách du lịch đã và đang giảm dần. Tuy nhiên, đây vẫn là những hình ảnh nhức nhối của du lịch Sapa.
Để xử lý triệt để vấn đề này, cần phải có sự chung tay của cả cộng đồng để không còn những hình ảnh làm phiền lòng du khách và làm xấu ngành du lịch Việt Nam. Dịp Tết Tân Sửu 2021 thì các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh chi hơn 19.600 tỷ đồng để chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết. Trong tình hình thị trường tiêu thụ và sức mua được dự báo còn chịu tác động mạnh từ đại dịch Covid-19, bên cạnh những nỗ lực sản xuất đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa Tết, các nhà sản xuất còn phát triển cũng như là triển khai nhiều biện pháp nhằm bình ổn thị trường và kích cầu tiêu dùng. Khác với mọi năm, năm nay doanh nghiệp này không tung hàng mới mùa Tết mà tập trung phát triển hương vị mới cho các sản phẩm chủ lực, chú trọng các sản phẩm truyền thống thiết thực với nhu cầu và xu hướng tiêu dùng, vừa tiện lợi nhưng vẫn phải chất lượng. Dù khá lo ngại về tình hình dịch bệnh, sức mua giảm, nhưng doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh sản xuất với sản lượng tăng 1/4 so với mùa Tết trước. Chúng tôi vẫn dự trữ một cái sản lượng là 2.700 tấn cho mùa Tết này. Nhưng với những cái sản phẩm mà Tết thì chúng tôi lại giảm 50% so với năm rồi. Bởi vì chúng tôi không có chắc chắn được là cái nhu cầu như thế nào. Việc các doanh nghiệp đảm bảo cung ứng đủ hàng Tết giúp người tiêu dùng yên tâm sẽ không có cảnh khan hàng và thiếu hàng. Thế nhưng điều này là chưa đủ để có thể giữ được khách và hút khách. Giữ giá thành sản phẩm đang là bài toán khó cho doanh nghiệp trong tình hình sản xuất bị tác động mạnh bởi đại dịch, nguyên liệu đầu vào tăng giá mạnh. Nhiều doanh nghiệp ngành hàng thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát và cắt bớt chi phí sản xuất, thậm chí chấp nhận giảm giá sản phẩm để kích cầu tiêu dùng. Cắt đi hết tất cả các cái hao hụt trên từng công đoạn. Ví dụ như là hao hụt từ cái vỏ lon, hao hụt vỏ chai, hao hụt đến cái nhãn, cái nắp và tất cả các cái loại nguyên vật liệu chúng tôi phải cân nhắc lại hết để mà với một cái tiêu chí là chúng tôi phải giảm được hao hụt để chúng tôi có thể là giữ được cái giá thành. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp thành phố đã chuẩn bị sản xuất dự trữ cung ứng cho 2 tháng Tết Tân Sửu với sản lượng hàng hóa trị giá gần 19.680 tỷ đồng, tăng hơn 652 tỷ đồng so với nguồn vốn chuẩn bị Tết Canh Tí năm ngoái. Riêng tháng cao điểm Tết, tổng giá trị hàng hóa là hơn 10.400 tỷ đồng, trong đó gần phân nửa là hàng bình ổn thị trường. Tháng cao điểm sẽ có 4.000 tỷ đồng của các doanh nghiệp bình ổn tham gia để cung ứng một cái lượng sản phẩm đủ để chi phối và tác động giữ cái giá cho người tiêu dùng có thể tiếp cận với cái giá bình ổn. Hàng hóa dồi dào, giá thành ổn định, các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo bình ổn thị trường. Nỗ lực của các nhà sản xuất đang là yếu tố tích cực để kích cầu tiêu dùng, thu hút khách hàng, gia tăng sức mua cho thị trường Tết, mùa kinh doanh trọng điểm nhất của năm. Thưa quý vị và các bạn, con trâu xuất hiện và gắn bó gần gũi với người dân Việt Nam từ lâu đời. Từ xa xưa, trong tâm thức của người Việt Nam vẫn luôn quan niệm con trâu là đầu cơ nghiệp, là biểu tượng cho sức khỏe dồi dào, cho sức mạnh và sự phát triển sung túc. Và xuất phát từ ý nghĩa đó thì sáng nay tại Hà Nội, tiến sĩ Hán Nôm Cung Khắc Lược cùng các cộng sự của ông đã cho ra mắt bộ lịch Châu Thần để chào đón năm Tân Sửu với những khát vọng về một năm mới 2021, phúc lộc, song toàn. Tác phẩm tạo hình ứng dụng lịch Châu Thần 2021 lấy hình ảnh con trâu của nhà nông Việt Nam làm nhân vật trung tâm. Cặp sừng dài, to, chắc khỏe của loài trâu xuất hiện trong nhiều các câu chuyện thần thoại và văn hóa dân gian của các dân tộc Việt Nam, là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, kiên trì và bền bỉ. Con trâu cũng đi vào lời ca, tiếng hát, âm nhạc, nghệ thuật, các hệ thống tâm linh và phong tục tập quán ở mỗi làng quê Việt Nam. Vì vậy mà hình tượng con trâu trở nên vô cùng gần gũi. Cuốn tranh lịch Châu Thần 2021 đi theo trình tự tự nhiên với các chủ đề Xuân Biếc, Hạ Xanh, Thu Tím, Đông Tàng nhằm gửi gắm những ước vọng của nhóm tác giả về một năm mới no đủ, khởi sắc và phát triển trong năm mới Tân Sửu 2021 sau khi đã trải qua năm 2020 với vô vàn những biến động.